Hôm nay là ngày rằm tháng 7 âm lịch và cũng là ngày đại lễ Vu Lan báo hiếu, được coi là ngày lễ quan trọng của Phật giáo và trong đời sống văn hóa tâm linh của người Việt. Ngày lễ đã trở thành truyền thống của tinh thần báo hiếu, báo ân để nhắc nhở mỗi người con tưởng nhớ đến công ơn cha mẹ, tổ tiên, biết trân trọng những gì mình đang có và làm những việc hiếu nghĩa. Những ngày này, tại các chùa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa để nhắc nhớ về lòng hiếu thảo và biết ơn. Thưa quý vị, là một nét đẹp của văn hóa Việt Nam, lễ Vu Lan được tổ chức vào dịp rằm tháng 7 hàng năm. Đây là dịp để mỗi người thể hiện tấm lòng hiếu thảo đối với các đấng sinh thành và thể hiện lòng biết ơn theo truyền thống Phật giáo, qua đó góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp và ý nghĩa. Hàng năm, cứ vào rằm tháng 7 âm lịch, mùa lễ Vu Lan báo hiếu, đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lại cùng hướng về nguồn cội, nhớ đến công ơn sinh thành của ông bà cha mẹ. Với truyền thống văn hóa hiếu nghĩa, uống nước nhớ nguồn, ngày lễ Vu Lan của đạo Phật đã hòa quyện với triết lý, tục thờ cúng tổ tiên vào ngày rằm tháng 7 của người Việt, trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Rất là xúc động khi mà về với chùa và được nghe những lời kinh kệ thấm nhuần những cái ý tưởng của Đức Phật, là người con và là người con của người Việt mình, thì hầu như tất cả mọi người cũng đều hướng về trong cái tháng lễ Vu Lan này để mà biết ơn công nuôi dưỡng sinh thành nuôi dưỡng của cha của mẹ, để mà báo đáp một cách tất cả những cái gì tấm lòng của mình dành cho cha mẹ. Hôm nay tôi đến chùa là một ngày lễ Vu Lan của tháng 7, thì tôi cũng mong là cầu cho cha mẹ còn sống thì được bình an, và những người đã khuất thì mình tưởng nhớ đến đạo hiếu. Những cái ngày lễ Vu Lan như này thì cũng mong là mọi người đến để thầy giảng cho và hiểu hơn về cái đạo lý làm người, và cũng giống như là mình nhớ về tổ tiên, cội nguồn của mình. Hôm nay con lên chùa, con cầu cho ba mẹ con được nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc để nhìn con trưởng thành lên từng ngày. Lễ Vu Lan được các chùa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chuẩn bị chu đáo và trang trọng. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các chư tăng, Phật tử đã tiến hành tổ chức các nghi thức mang đậm dấu ấn văn hóa Phật giáo. Theo đó, các hoạt động tụng kinh Vu Lan, kinh báo hiếu phụ mẫu, dâng hương hoa, khóa lễ thuyết giảng ý nghĩa Vu Lan báo hiếu, nghi lễ cài bông hồng tại các chùa vào những ngày này cũng được tổ chức long trọng và thu hút đông đảo tăng ni Phật tử người dân đến tham gia dâng lễ. Đối với chùa Viên Giáp, trong những ngày này tổ chức rất nhiều sự kiện như là trao tặng quà từ thiện cho bà con khó khăn, rồi đi cài hoa hồng, đi cài hoa hồng cho mọi người ở khắp mọi nơi, gọi là sen vàng xuống phố, với chương trình ý nghĩa như vậy để mà nhắc nhở mọi người cài lên hoa hồng trên mình một đóa hoa, để nhắc nhở mình phải luôn luôn nhớ nghĩ đến công ơn cha mẹ, vì cha mẹ đang luôn luôn ở bên cạnh chúng ta. Đại lễ Vu Lan diễn ra vào rằm tháng 7 âm lịch hàng năm không chỉ là dịp để báo hiếu, báo ân cội nguồn, mà nhắc nhở chúng ta sống chậm lại, tạm gác lại những xô bồ, hối hả trong cuộc sống, dành thời gian để suy ngẫm, hành động và yêu thương cha mẹ nhiều hơn, để mỗi ngày đều là ngày Vu Lan báo hiếu.